Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Giảm giá và khuyến mãi nó luôn là một cái chủ đề rất là nóng hổi trong tất cả các mặt hàng kinh doanh, và nó thật sự nóng hổi hơn và lúc nào cũng nóng đối với mặt hàng xe hơi. Và video ngày hôm nay thì Sơn sẽ giải thích việc tại sao khuyến mãi tháng 3 và tháng 4 nó lại nhiều đến như vậy, và sang tháng 5 này cái giảm giá nó lại quá khác biệt so với 2 tháng trước, và cái nguyên nhân nó từ đâu. Và Sơn cũng sẽ dự báo cho quý vị các chương trình khuyến mãi những tháng tiếp theo nó như thế nào, để quý vị có một cái kế hoạch tài chính để mua một chiếc xe nó hợp lý và làm sao mà mua được cái giá hời nhất có thể. Đầu tiên thì Sơn xin giải thích việc khuyến mãi của tháng 3 và tháng 4. Như quý vị đã biết đó, 2 tháng này là 2 tháng mà dịch Covid ở Việt Nam nó khá là cao điểm. Trong 2 tháng này nó là 2 tháng đặc biệt, nên cái chương trình khuyến mãi nó lên tới hàng trăm triệu đồng đối với một số dòng xe. Ví dụ như chiếc Innova trong thời điểm này nó có thể giảm lên tới 80 tới 95 triệu đồng. Đấy, và như vậy thì chiếc xe Innova E này mà sau khi lăn bánh thì nó khoảng tầm 760 đến 770 triệu đồng. Như vậy thì nhưng mà sang qua tháng 5 này thì chương trình nó còn khoảng tầm giảm khoảng tầm 40 đến hơn 40 triệu đồng thôi. Như vậy thì giữa tháng 4 và tháng 5 này ai mua xe thì nó sẽ đã bị thiệt hại lên tới 40 đến 50 triệu đồng. Và thật sự cái số tiền này nó khá là lớn đối với một số khách hàng. Đầu tiên đó là trong tháng 3 và tháng 4 nó có 2 cái chương trình khuyến mãi đối với một số dòng xe. Đó là khuyến mãi từ hỗ trợ một phần trước bạ từ nhà máy Toyota Việt Nam và khuyến mãi giảm giá trực tiếp từ đại lý. Sang tháng 5 này thì cái chương trình từ nhà máy Toyota nó không còn nữa, nên chỉ còn có chương trình khuyến mãi từ đại lý. Vậy cho nên là so từ khuyến mãi từ tháng 4 sang tháng này nó thấp hơn rất là nhiều. Một số khách hàng khá là hụt hẫng khi mà đợi qua tháng 5 mua xe, và cũng có một số khách hàng đợi qua tháng 5 để xem tình hình nhà nước có giảm thuế 50% trước bạ như báo chí nói hay không. Và rồi như quý vị đã biết rồi đấy, thì chính sách thuế sẽ không thay đổi. Và liệu cái chương trình khuyến mãi giảm giá các tháng kế tiếp theo nó sẽ như thế nào thì Sơn có một cái nhận định như sau. Hiện tại thì không riêng gì hãng Toyota mà tất cả các nhà máy của các hãng xe hơi lắp ráp tại Việt Nam cũng đang trong tình trạng đóng cửa. Đối với Toyota thì lượng sản xuất nó không còn nữa, nên cái số lượng nó khá ít so với lại cái lượng cầu, nên mấy tháng tiếp theo thì cái lượng khuyến mãi nó sẽ ít dần so với lại những tháng vừa rồi, và phải chờ đến khi nào mà nhà máy Toyota Việt Nam nó hoạt động trở lại thì cái chương trình nó sẽ với sôi động trở lại. Và cái kế hoạch sản xuất của Toyota Việt Nam nó sẽ rơi vào tầm tháng 7, tháng 8 thì mới hoạt động trở lại. Nó tùy thuộc vào cái tình hình kiểm soát dịch cúm hay không. Và nếu như các đại lý mà hiện tại, nếu quý vị mà có hỏi một số đại lý mà nó vẫn giảm giá mạnh, thì đó là cái chương trình dành cho những phiên bản 2019. Và quý vị lưu ý nhé, các phiên bản 2019 thì hiện tại vẫn giảm giá có thể là tốt hơn tháng 3 và tháng 4. Vậy nên trong tháng 5 này vẫn còn một số chương trình khuyến mãi. Nếu mà anh chị có nhu cầu sắm cho mình một chiếc xe hơi, hãy nắm ngay với cơ hội này. Và anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với Thế Sơn để Sơn hỗ trợ khuyến mãi tốt nhất cho mình. Và ở trong kho của bên Sơn thì vẫn đang còn một số dòng xe sản xuất 2019. Đối với những dòng xe này thì anh chị sẽ được mua với một cái giá nó cực hời so với những xe mà có số 02 2020. Và cụ thể như thế nào thì anh em cứ gọi điện trực tiếp với Sơn để Sơn tư vấn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Vietmap, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo trùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và Taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và Taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.